có khi nói thế đủ rồi. Bắt đầu phần tiết mục là bài nào ca nhạc theo câu. Câu mình sẽ hát theo câu. Bất kỳ bài nào các bạn cũng được câu. Số 6 chúng ta xin trình bày bài 6. Nó mình có 5 thành viên bây giờ lại nhận được số 6. Không mà. Em có biết đếm không? 5 thành viên đấy. Đếm lại tí nữa. Giới thiệu 5 thành viên. Tôi dẫn đến đây 5 ứng cử viên. Tôi. Xin lỗi nhá. Xin lỗi. Xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Rồi. Chỉ cần bác trừ nhỏ biết được ai thông minh hay không. Chứ không là mình gặp kia rồi. Tiết mục là được giàn dựng cực kỳ công phu. Xin ra quay mông đấy. Quay mông. Quay mông. Bài tiếp theo bảo là on hát bất cứ bài nào mình yêu cầu mà không biết là bài nào trời ơi lộ bản chất thôi. Nói chung ấy các phép tử là mình dùng nhiều rồi, mình không quan tâm lắm. Ai biết cái em à, hai người này quay xong chưa? Rồi.